Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm bánh đúc mặn. Bánh đúc ăn mềm, dẻo, thơm béo, vị nước cốt dừa rất là hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì hôm nay Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ làm món bánh đúc á, các bạn thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là bột gạo và bột năng. Tôm khô này tôm khô ở nhà mình làm, tôm khô nó không có bị tanh. Còn nếu mà các bạn mua tôm khô ngoài chợ về thì các bạn phải ngâm rồi rửa cho sạch nha. Chứ tôm khô này thì mình sẽ không có đi sơ chế nha các bạn. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm cỡ khoảng 20g cái nấm mèo á, về các bạn ngâm đi, ngâm cho nó nở ra. Một củ cà rốt, một củ cải trắng, nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì mình sử dụng nước cốt dừa lon, mình sử dụng 2 lon, nó là 800ml nha. Rồi khoảng 20ml dầu ăn cũng như là xíu muối. Và khi mà bánh đúc á, thì các bạn sẽ ăn kèm với lại rau thơm nè, giá nè, và cũng như là mình ăn kèm với lại nước mắm chua ngọt. Thì bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đi làm cái phần bột bánh trước nha. Bột gạo á, thì các bạn múc cho mình nó cỡ khoảng 6 cái muỗng canh ha. Muỗng thì các bạn múc vung lên. Bột năng thì mình cũng lấy cái muỗng cho nó vung lên ha các bạn. 3 cái muỗng ha. Tiếp theo là mình sẽ cho vào đây là 2 lon nước cốt dừa. Đây các bạn đổ cho mình đầy một lon nước ha. Để cho cái bánh mình ăn nó đậm đà thì các bạn cho mình vào đây là khoảng 1/3 muỗng cà phê muối, xíu muối ha các bạn. Và một muỗng canh dầu ăn để bánh mình nó không có bị khô. Rồi mình sẽ trộn đều lên cho cái bột nó tan đi. Bột sau khi mà các bạn đã khuấy cho nó tan rồi đó, bây giờ mình cho nó vào trong nồi, trong chảo gì đó, mình nấu cho nó chín một phần đi, rồi mình hấp thì nó sẽ nhanh hơn. Đây ha, vừa nấu thì các bạn vừa khuấy như thế này nè, để cho cái bột mình nó chín một phần. Đó, khi các bạn nấu một hồi thì cái bột bánh đúc của mình nó sẽ lục cục như thế này nè. Nó bắt đầu nó gần nửa chín, nửa sống á. Tiếp tục là các bạn khuấy ha. Ở cái bước này thì các bạn chịu khó là mình khuấy cho nó mạnh tay và nhanh tay một chút ha, để cho cái bột mình nó mịn á. Khi mà bột nó đặc rồi các bạn nhớ nha, tắt lửa đi chứ đừng để lửa nữa. Khi nước sôi thì các bạn cho cái khuôn vào, nhớ thoa dầu nha các bạn, để cho nó đừng có dính. Nếu mà các bạn không có cái lồng để các bạn đánh như của mình á, thì các bạn dùng 3 cái chiếc đũa các bạn chập lại ha, rồi các bạn đánh thì cái bột mình nó cũng mịn, nó cũng dai. Thì thông thường cái bánh này á, thì các bạn hấp cho mình nó cỡ khoảng 25 đến 30 phút là bánh mình nó sẽ chín nha. Chờ 25-30 phút để cho bánh mình nó chín. Tôm khô á, thì các bạn cho nó vào trong máy, các bạn xay nhuyễn cũng được, hoặc là cho vào trong cối các bạn giã nhuyễn ha. 40g ha các bạn. Đó, mình giã nhuyễn như vậy chút nữa khi mà mình làm ăn nó rất là ngon. Về cái phần cà rốt và củ cải trắng các bạn cắt hạt lựu ha, mình có thể là mình chừa ra một ít á, để chút nữa mình làm cái nước mắm cho nó ngon. Còn cái nấm mèo thì sau khi các bạn ngâm, các bạn nhớ rửa lại cho thật là sạch luôn nha. Bây giờ trong thời gian chờ bánh chín á, thì mình sẽ đi làm cái phần nhân. Các bạn làm nóng chảo lên ha, mình cho vào đây ít dầu. Hành tím á, thì các bạn đập dập rồi các bạn bầm ra ha, bầm nát nát ra, mình phi cho nó, xào cho nó thơm lên rồi mình cho tôm khô vào. Thì tôm khô mà các bạn mua ở ngoài, các bạn nhớ là về mình ngâm nước xong rồi mình cũng xay ha, hoặc là mình giã. Rồi các bạn đảo cho tôm mình nó dậy cái mùi thơm lên. Rồi các bạn cho cà rốt và củ cải trắng vào. Các bạn cho mình vào đây là một chút xíu hạt nêm nha các bạn, xíu thôi. Một chút xíu tiêu. Các bạn xào nó cỡ khoảng 5-7 phút gì đó đi, rồi mình cho nấm mèo vào. Cho nấm mèo vào các bạn xào thêm cỡ khoảng 2-3 phút nữa là được nha. Rồi bánh đúc của mình lúc này chín rồi ha. Mình sẽ cho cái nhân vào. Thì khi mà bánh đúc chín rồi đó thì các bạn cứ việc là mình mở nắp ra, mình hấp thêm cỡ khoảng 10 phút để cho cái bánh mình nó khô hơn á. Ăn cái bánh nó sẽ chắc và nó dẻo, nó ngon. Để mà pha nước mắm á, thì mình dùng nó cỡ khoảng 2/3 muỗng nước chanh ha các bạn. Ha, cỡ khoảng 2/3 muỗng nước chanh. Nước lọc á, thì các bạn cho mình là 3 muỗng. 1 muỗng nước mắm. Đường thì các bạn cho mình là 1 muỗng đường luôn ha. Đó thì đây là cái phần nước mắm để mình ăn bánh đúc nè các bạn. Đây mình cho cái phần cà rốt các bạn bào sợi đó, và củ cải trắng ha, cắt bông cắt hoa gì đó cho vào đây. Để cỡ khoảng 5-10 phút. Ớt trái thì các bạn có thể là mình cắt khoảng 2-3 trái gì đó, tùy cái độ cay.
Làm nước mắm theo kiểu này nè, thì ví dụ như những ai mà ăn cay được á, thì các bạn múc nước mắm kèm thêm với lại ớt. Còn ai mà không ăn cay được thì các bạn gạt cái ớt ra một bên ha. Mình lấy cái nước mắm thôi thì cái vị cay của nó rất là ít. Đây là nước mắm ớt để mình ăn bánh đúc nha các bạn. Đó, bánh đúc sau khi mà các bạn hấp chín rồi mình để nguội xíu đi rồi mình ăn thôi. Ăn kèm với lại cái nước mắm ha, nước mắm ớt chua chua ngọt ngọt cực kỳ hấp dẫn luôn. Nhân á, thì các bạn gạt sang một bên nè, rồi các bạn cắt cho nó dễ. Do cái bánh đúc mình mới làm xong á, nó còn hơi nóng. Các bạn để nguội thì sẽ ăn rất là ngon ha. Ok, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Kích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món bánh đúc ngon tại nhà. Đây là bánh đúc mặn ha các bạn, hay các bạn còn gọi là bánh đúc tôm cháy đó. Hy vọng rằng là các bạn đã thích món bánh đúc này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.